Ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước đội chủ nhà Indonesia. Thắng lợi này đã đưa Việt Nam leo lên vị trí thứ 2 ở bảng G, xếp sau Thái Lan khi hai đội cùng có được 7 điểm. Nhưng bầy voi chiến có hiệu số tốt hơn chúng ta là dương 4, trong khi thầy trò Park Hang-seo chỉ có hiệu số là dương 3. Khá đáng tiếc khi ở những phút cuối trận trước Indonesia, Hồ Dũng lại bỏ lỡ cơ hội trên chấm luân lưu. Nếu không, tỷ số của trận đấu đã có thể là 4-1 và đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có một hiệu số tốt hơn hiện tại. Tuy chưa thể giành ngôi nhất bảng, nhưng vị trí hiện tại đủ khiến thầy trò Park Hang-seo tạm xếp thứ 3 trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại World Cup 2022. Hiện thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 7 điểm cùng hiệu số là dương 3. Xếp trên Việt Nam trong nhóm các đội nhì bảng có Jordan hiệu số là dương 4 và Trung Quốc hiệu số là dương 12. Hai đội bóng này cũng có 7 điểm sau 3 lượt trận như chúng ta. Xếp ngay dưới Việt Nam là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với cùng số điểm và hiệu số dương 3. Tuy nhiên, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ghi ít bàn hơn nên xếp phía sau. Nếu kết quả này được giữ nguyên tới hết vòng loại, tuyển Việt Nam sẽ tiến vào vòng loại tiếp theo, cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Cụ thể, theo quy định của AFC, 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Ở vòng loại này, đội đứng thứ 5 trong nhóm nhì bảng vẫn có khả năng đi tiếp trong trường hợp chủ nhà World Cup 2022 là Qatar vượt qua vòng loại, bởi đội bóng này mặc định đã sở hữu tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Do đó, tấm vé đi tiếp của họ sẽ thuộc về đội đứng thứ 5 trong nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất. Qatar rơi vào bảng E ở vòng loại thứ 2 này. Tính cho tới lúc này, Qatar đang dẫn đầu bảng đấu của mình với thành tích 3 thắng và 1 hòa sau 4 lượt trận đã qua. 12 đội vượt qua vòng loại thứ 2 sẽ được chia đều vào 2 bảng ở vòng loại tiếp theo, cũng là vòng loại cuối cùng. Các đội tiếp tục thi đấu để chọn ra 4 cái tên sẽ vào thẳng World Cup, cũng như một đội phải đá playoff với đại diện tới từ châu Đại Dương. Đáng chú ý, AFC tiếp tục thực hiện nguyên tắc kết quả các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, đồng thời cũng sẽ được tính là kết quả thi đấu vòng loại Asian Cup 2023 nhằm xác định 24 đội tuyển tham dự vòng chung kết đấu trường châu lục. Và đây là mục tiêu chính của thầy trò Park Hang-seo khi chúng ta đặt tham vọng lần đầu tiên, hai lần liên tiếp tham dự Asian Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam được bắt nguồn từ cú vặn lượt, có thể nói là đẳng cấp của Quang Hải. Khoảnh khắc còn lợi lại cho chúng ta bàn thắng mở tỷ số, bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về ở AFF Cup. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.